Ồ, kính thưa chị và các bạn, hôm nay mình có dịp ghé chắc Cà Đao, đây là thuộc sông Hậu anh chị. Ở bên kia là Nhân Mỹ, chợ mới. Cách đây khoảng vài chục năm, khoảng năm 1979, thì nơi này xảy ra một cái vụ tai nạn giao thông đường thủy. Anh chị, nhưng mà cái chuyện này lịch sử này nó qua trang là ít ai biết, cái lớp trẻ sau này không biết. Giờ mình kể lại cho mình nghe những cái chuyện hồi xưa sửa anh Phúc. Đó, chiếc quầy nó có chuyện chở khoảng 300 mấy á, mất tính gần trăm á. Ừ hả? Rồi đó, chiếc quà hiệp này chở khách hả, sao? Chở khách từ đâu đến đâu? Nó, Long Xuyên nó đi Tân Châu, ngày xưa Tân Châu, Hồng Ngự rồi. Rồi nó chìm chỗ nào, chỗ ngoài chiếc ghe đó không? Ừ, đó, phần đó đó. Giờ lúc hồi xưa là chỗ này là còn cái bãi xa lắm. Bãi xa hả, so ở với bờ ha? Ờ, dùng đó. Đó, cái sông tôi mới nhớ là gần mượn đó rồi đó. Ờ. Đó, ở đây dữ lắm, giờ đường mấy lần luôn. Thì ta chở khách ta từ Tân Châu về Tân Châu rồi đó. Tân Châu Ngự hả? Đi lên. Nó một xe ga một tầng hay hai tầng? Tầng, mùa hẹp hồi xưa. Mùa hẹp chở khoảng 300 mấy chứ chị người. Lý do mà sao mà nó lật chìm hả? Dạ, nó mấy chiếc phi xăng nó dầu á. Ờ. Mấy thằng nít cho trôi nó giỡn sao mà nó lặn quần bên nó nghiêng. Ờ. Rồi mấy người mình thấy nghiêng cái quảng hồ nó nhảy qua, nghiêng qua lại bên đây là rồi đi luôn. Đi luôn là nghiêng luôn. Ừ, rồi nó lúc đít luôn. Rồi đâu có ai ra vớt kịp hả? Trời ơi, gì nè. Quá, chìm, quá, chìm bếp rồi. Cứu đổ nổi. Vậy chứ nó đeo chồng 5-6 người sao không chìm. Ông chú tôi đó, không thấy quá quá gì nè, là kéo lên là 5 người. Một chè vậy đó. Bao lâu mới vớt cái này lên? Quà hẹp hả? Ờ, bao lâu mới vớt? Rồi khoảng gần 2-3 tuần sau nó mới bắn lên nó kéo lên mừng tôi gian. Còn được chú bộ đội ôm ra ca trong cái giỏng nó quấn rồi xong còn nhiều nó bư hết ra nè. Bư thịt chỗ này nè, thịt quậy thì tôi bơi đi ruộng nè, bơi xuống nhất kia nó lớn rồi nè, giọt là nó ngã ngang cái ầm. Giọt là ngã ngang cái ầm vớt anh bơi là mình vớt. Này nó ghê lắm. Lúc mà nó đang chìm rồi nó có ai lội được không? Số người lội thôi chứ. Lội là lội ở ngoài sông rồi sao lội bám vô đâu? Lội vô đó bà nè. Lội được ha? Ừ, mà nhưng số người bị đeo thì sao lội? 5-6 người sao lấy gì lội nổi? Mà đâu có phao, bữa đó mà không có phao hết ta? Không. Ừ, quát quát gì nè. Ờ. Ừ. Cái tay quát quát rồi không ai giỡn thì lúc luôn. Ờ. Ừ. Ồ, đang chuyển mưa quá rồi. Ừ. Vậy là vớt được toàn bộ, nó có mấy người không biết lội, nó có trôi ra ngoài không ta? Nó có chìm ra ngoài không? Có trôi đâu không? Dạ, có chứ. Nó lớn phịch lên ngoài vậy, tôi bơi đi ruộng nè, phịch lên ngã ngay cái ầm. Nó mắc vô này kia. Lúc đó anh làm lưới chưa? Chân câu. Chân câu hả? Chân câu, thả lưới. Thả lưới là, tôi thả lưới có cơm, tôi cứ vợ tôi cứ mua lưới rồi, ở đây bây giờ câu không? Rồi nó có trôi dạt vô lưới vô bè mình không ta? Ở đó chưa có bè cá không? Chưa, đó chưa có mấy bè này ha. Đó này mù lại xa ra cái lắp, cái lắp để xảy được không mà. Ừ. Đâu mà còn gãy. Giờ hồi xưa có đường ngoài chỗ nào tôi nhớ không má, đâu ngoài này ta, Hà Gòn nằm đâu đâu. Ngoài này nè. Hả? Ừ, lỡ mẹ đường biển ngoài này nè. Rồi nghe nói có một thời gian sau nó mà nó nhập xác rồi có không? Có, cũng có, số người bị nhát. Bị nhát hả? Ừ. Ông năm đẹp rồi ông chết rồi, đó bị đè hoài. Bị đè là ông ngủ xong bị đè hay là ngủ ở nhà bị đè? Nhân câu là ông ra đó, nó bến đâu đó. Luôn. Rồi bao lâu mới hết? Cũng thời gian sau thầy chùa đồ này chứ người ta lại người ta cúng. Ừ. Chỗ đủ lắm. Tội nghiệp mấy người đó quá hả ta? Ừ, ra tôi cũng ngủ đây, nó lội vô. Nó nhát không? Vậy hả? Ừ, mà ông đâu, có sợ. Ừ, ông nói nhát. Bạch người dị rút cái dầm cho nó buông ra nó lội đi. Nó nhát là sao? Nó nhát là nhát là sao? Lội vậy thôi. Uh-huh. Lội, cái bóng lội hay là... Lội chậm như đứa con gái lội với nước vậy đó. Ơi vậy sao? Ừ. Tóc dài vậy đó. Ừ. Rồi ông bật lên, rút cái dòng cái nó buông ra. Cái ghe đậu phía ngoài nè. Ừ. Nó nhảy lên nó nè. Rồi mình cũng đâu biết. Tụi ba tôi nói thiết dị thăm câu. Ừ. Thiết dị chứ... trên chủ ghe hỏi chú ơi, bộ ở đây tàu chìm hả chú? Ông ba tôi nói ừ, ông nói thôi con ơi đi con ơi. Mà ổng có nói gì, sẽ sợ bị đè hả? Vậy hả? Ừ, là lại là bị đè. Ồ, nghe mình nghe cái chuyện mà bây giờ chắc hết rồi ha? Hết rồi, lâu rồi.
giờ cá đông quá. Ở đó khúc này bình thường hồi chưa tàu thuyền cũng ghê lắm. Phe chúng dịch phe chính lánh ba gẫm rồi lên đây ngủ rồi bị đèo hoài. Chú còn dịch gì? Trước bây sau 75 mà chú còn dịch gì? Trước chưa tìm á. Cũng có bị ma, có ma sẵn trước đây rồi ha. Chính cự mà ở đó nó nhát hoài. Như vậy là ma cũ này cộng với ma mới rồi. Phải không? Xưa ghê lắm, nó nhát lắm chứ đâu phải gì giờ. Giờ thấy từ Hòa Bình tới giờ thì dân số đông quá rồi yên tĩnh rồi. Chứ xưa hả, súng nổ có đụng cái rồi trời ở dưới sông trên bờ nó sẹt một cái sáng trời đất rồi. Ủa sao kỳ vậy ta? Cái hiện tượng đó giờ cũng ở trên môi mà bà ẩm đứa con bao quấn tả 2-3 lớp đó. Trong tới chừng chìm xuống thì trong bờ ta vớt được bả, còn nhỏ thì mình bình như nè, nó chìm ta cũng vớt luôn. Ba đứa, sống chừng hai chồng. Hả? Hai chồng ba đứa con. Quan đứa nhỏ lớp ông già ông này ông kia ông lên nè, ông còn cái hộp đồ máy với cây vàng trong á, lên ông đợi kéo lên rồi lại. Ông Chính Đạt á thì ông bơi xuồng ra vớt cái chục qua. Hả? Chính Đạt vớt cái chục người đó vớt mà tao nói nó cũng như tóc vậy nè, ngắt rồi nắm với nhau đó. Có bà đó bóng bóng ở đây nè. Dạ. Ồ nghẹt thở bà kia luôn. Rồi nãy mấy thùng cà rem, mấy thằng bán cà rem nó sống nó có cái thùng shop đó, có cái thùng nó lội vô trước. Nó lội như gáy mà đúng rồi. Lúc đó mà mình bận quần dài này kia, trong đó nó trong kẹt sao chung ra được ha. Gà cũng không sống nổi, trong tàu thì không có ra được. Gà cũng không sống nổi rồi mà có tóp trên nuôi hả? Nó đeo cái tóp quạng đó rồi người sao nãy ở trong tàu đó là chết dữ lắm á, trong tàu là chết chân đâu ra được, chết dữ lắm á. Và thống kê đời xưa là người ta nói chở lại một riêng nó chết cả trăm người đó, chứ đâu có chết nhiều lắm đó. Tôi còn bị mà chữa nha, chìm vừa dứt rồi ổng ông đồng á. Dạ. Cái tôi bơi xuồng ra tôi lần cái luồng trâu á. Dạ. Tôi lần cái nó mắc gốc không cái gì hết. Dạ. Rồi bà rồi thời gian sau cái bao lâu mới thầy chùa mới tụng anh là cũng đâu cả nửa tháng hả bố? Quá mức rồi sao mới kêu thầy chùa hả? Ông nô kêu mấy cô mấy sư á. Dạ. Mấy cô mấy bà sư với mấy ông sư á tụng. Dạ. Tụng đâu mấy bữa. Dạ. Rồi, từ đang nữa. Hả? Kéo lên bến từ đang và tụng đó nữa. Rồi từ rồi bớt hết. Hang tóc á. Nhất là tóc nó đứt nùi chậm nhau. Còn mấy ông già đó cứu lậu vô được, ta nói từ hiệp nha, vô cái mỗi lần cái bếp tôi chỗ này nè. Dạ. Vô hơ lửa. Kính thưa anh chị và các bạn, hôm nay mình có dịp đi tìm sự thật về chiếc thuyền ở Chắc Cà Đao bị chìm trước đây khoảng 40 năm. Hôm nay mình đến nhà ông Hai quê ở Chắc Cà Đao, nhưng mà ông vào ruộng cách nhà khoảng 15 km, ông ở riêng mình ở đây. Ông chứng kiến vụ tai nạn giao thông, mình sẽ tìm ông đây. Anh chị, nhà ông Hai đây. Rồi mình sẽ hỏi thăm ông Hai một số chuyện. Mục tiêu trần là ai ơi, ở trong hai bên này à, em đi trong nhà mà. Kính thưa anh chị và các bạn, hôm nay mình gặp ông Hai. Trước đây ông Hai ổng nghề dân câu ở ngoài Chắc Cà Đao á, mà chỗ trước đây ghe nó bị chìm. Những ghe chìm đó. Dạ, ông Hai là đã chứng kiến những ghe chìm đó. Lúc đó ông Hai bao nhiêu tuổi ông Hai? 40 năm rồi, khoảng năm 79 không? Chắc cỡ 79 giờ là 40 năm rồi. Vậy là ông Hai chắc giai đoạn đó ông Hai 40 tuổi. Bốn mấy ha, cũng trẻ ha ông Hai. Dạ. Ông Hai kể sơ qua cho con biết rồi. Thì cái bữa hôm đó là tôi đi dân câu, tôi nhớ vô à. Cái rồi là cái chiếc đò nhiệt đảo đó. Dạ. Ở Long Xuyên nó chạy lên mà chở khách cũng đông, mà trên mui nó chở hai phi xăng ha, hai phi xăng để tôi mua á. Dạ. Cái là gần tới cái trạm trên nhà tôi chút, thì chỗ cái hộ quán đó, cái trạm là trạm của bên giao thông đường thủy đó. Dạ. Đó. Dạ. Đó cái rồi đó là nó mới gần lại cái nước bên sau, nó chạy mạnh quá đó. Dạ. Cái nó phà nước là tràn xô đít đó.
tràn vô cái người ta, ta ngồi trong ba cái hành khách trong tàu đó, ta sợ ta nhà nghiêng qua bên kia, ta chạy qua bên băng bên kia, ta đứng đó yeah. Ta hai cái phi xăng ở trên mui nó lật nó chạy qua đây lật úp cái tàu lật chìm luôn Là cúp lên. Trong khi đó là người ta trong mắc kẹt ở trong. Có ai ngồi trên mui không? Có, ngồi trên mui một số cũng đông, trên mui thì ta lội được. Lúc đó khoảng tháng mấy tháng nước đổ không? Chắc tháng tư à. Tháng tư gần nước đổ ha. Dạ, dưới Long Xuyên chạy gì à? Đó. Rồi là nó chìm lúc ở trên. Thằng em tôi, thằng thứ 9 nó mới thấy gì đó. Nó cũng đi thả lưới về, nó chập bơi ra nó vớt. Vớt mà người ta thôi, nó lớp thì chìm, lớp thì nổi. Chung là được, không chung được, nó mắc kẹt ở trong đó. Đó, rồi là nó mới là vớt kéo hai người ló ló lên, mà nó kéo một người đó là 5-6 người nắm lại. 5-6 người nó nắm theo ha? Nắm đèo với cái kéo để một xuồng. Mấy ông xỉu trên. Mà mấy người lên nó sống không hay là? Sống hả? Cấp lên mới uống nước mới xỉu à. Dạ. Rồi đem lên nhà ở xóm tôi đó là súng lại đàn bà đó. Lớp thì ruột quần ruột áo hết trơn, mấy bà đàn bà thì súng lại lấy quần áo đồ khăn đồ, lao chùi hơ hám đồ chỗ rồi mấy áo sống lại được. Dạ. Còn nhiêu thì chìm chết. Chìm là chiếc ghe nó chìm lúc xong hay là nổi trong một mình? Chìm luôn chứ. Chìm luôn hả? Dạ, nó chìm luôn. Chìm mất tiêu luôn. Nó chìm xuống dưới là hai bữa sau người ta mới là lấy lên được. Lấy lên. Đó thì trong khi đó là tôi chăng cầu dưới đó, tôi đâu có thăm được. Tôi phăng lên là nó dính áo, dính quần, dính đồ đạp tùm lum. Dính của mấy người mà xúc ra ha? Không, nhưng người ruột ra mắc kẹt ở trong á, đào không à, đâu có xúc. Lớp ra được thì mới ruột quần áo đó, mới chìm cái trôi xuống đó, mắt chui dừng câu nhóc hết trơn. Còn mấy bà này vớt đem lên. Mà rất là tội nghiệp, có một cái hoàn cảnh này nữa, rất là tôi thấy tội nghiệp thương tâm là hai vợ chồng nó không biết lỗi mà mới sanh đứa con là cũng đâu 3-4 tháng rồi. Bế con mà cái không lỗi mà sao nổi hình nè. Cái từng vợ nội không nổi nữa, vợ chồng lại dìu. Cái bà thảy con quá ra. Thảy ra. Cái người ta bơi ra thì gặp nổi xong ta vớt đem lên hơi lửa rồi vớt hai chồng lên. Cái chồng hỏi chứ em sao em không thương con mà sao em bỏ con nói em suy nghĩ em tính quá, em tính là nếu bà ấy mà em ẵm đứa con thì em phải chết luôn thôi, để nó chết thì thôi mình sống thì mình còn đẻ nữa hãy chết thì tôi anh chết hết rồi sao có con nữa. Thấy mình nghe kể mình trên cũng chảy nước mắt được không, thì cũng hoàn cảnh cũng thương, rất thương tâm. Từ đó chết bao nhiêu người vậy ông hai? Chết là có 80 người thì mấy được bà thì là vớt lên chập chọ sống lại, mới lấy quần áo ra mặc hơi lửa rồi sống ở trên. Rồi thân nhân cấp đó mới lại mới chạy xuống ở trên Phú Tân rồi xuống các nơi đó. Trên chiếc đò đó, trên chiếc đò nó chở tổng cộng là 300 người rồi, lớn cái đò lớn ha, đồng lắm ở trên mui để đồ luôn, để đồ đạp chở hàng hóa lên Phú Tân mà. Với một cái là thương cảm nhất nữa, một cái là cái kỷ niệm khó quên là có một ông già đó là ở trên Phú Tân á, ông đi nhà thương, ông đau ốm, ông ra Sài Gòn chữa rẫy rồi ông bị bệnh hết sức, mới bớt khá ông về Long Xuyên ông nhập viện cái là thời gian cái bữa đó cho xuất viện, cái ông ra ông đón đò về, đón đò về cái chiếc đò đi chạy khỏi đi hút đi, cái ông bao chiếc đò cắt ráng ở dưới Long Xuyên đó, đò cái bao đó, chạy theo chiếc ghe đó, chạy theo chiếc tàu đó, cái lên tàu cái chạy tới chắc cà đau là này là chìm luôn, chết ông luôn. Già cũng 70 mấy, gần 80 tuổi luôn, cũng khiến thay ông trễ, ông không bao người gái nó khóc lóc nó tràn ơi, bà con phải chết, không đau ốm thì con không có buồn, giờ tới hết rồi phải chết cách thê thảm đó. Rồi đó là hai bữa sau mới công an mới lên là nó mướn thợ lặn đó. Lặng ở giữa, gần giữa sông không? Không, trong bờ. Trong bờ hả? Đâu chừng hơn 100 thước hả? Cũng gần hả ông hai? Dạ, thì gần mà nó sâu. Sâu. Rồi ba thợ lặn xuống lặn cột dây, mấy người chết nó kéo lên. Dạ. Kéo mò lên.
kéo bò lên hết rồi vớt hết lên cái như là chở về dưới tỉnh, ai có thân nhân xuống gặp thì nhìn mặt. Thế rồi bữa sau mới là trục cái chiếc tàu lên, là trong tàu chỉ còn có một chú bộ đội nằm ở trên võng. À, chú bộ đội chết trong đó luôn? Chết trong đó với một cô gái con của ông chủ đào, đào ngủ trong phòng đó. Yeah. Đóng cửa lại đó, cũng nằm chết trong luôn. Yeah. Đó. Rồi hồi đó xác chắc mà thân nhân hồi đó giai đoạn đó cũng tìm lấy được biết. Có, biết. Có hết đó. Còn mấy người mà trôi ra ngoài trôi giạt mà không có vớt được, phải không? Nó trôi xuống rạch giáo á. Thấp kia thì người ta cũng từ người ta cũng báo cáo công an được thân nhân lại nhận. Lúc đó sình nổi lên ha. Dạ. Lấy hết. Rồi trên bến nó có lập cái miễu thờ không ông ha? Không. Hôm đó thì cách đó chừng đâu khoảng không tới chừng cỡ nửa là nửa 5-6 tháng sau à. Dạ. Rồi bắt đầu mấy cái quan hộ là nó nhát. Dạ thôi. Nó nhát nó dữ dội lắm. Nhát hay nhát trong bờ hay nhát ngoài sông? Nhát ngoài sông á. Mà trong bờ nữa ai, mà nhát là nhát cái khúc chỗ đổ chết đó ha, thì khúc đó đó. Dạ. Ai mà ấy đậu xuồng đậu ghe đó là rồi kể nó lên xuồng lên ghe là nó chung vô nó cho nó ngủ bằng đêm ha. Dạ, bằng đêm đó. Dạ ơi. Thì tôi trong đó tôi cũng bị cái bữa nữa mà thành ra tôi mới xác nhận rằng có. Dạ. Lúc đó ông hai dân câu hay là dân lưới hay là dân câu, dân câu ngoài sông cái ha. Hôm đó là tôi đi vô ruộng, tôi đi trong này đó, cái tôi về. Dạ. Tôi về cái tối rồi, cái tôi đậu ngủ, bả nói thôi kéo xuồng lên ông ơi. Dạ. Cái tôi nói xuồng kéo ai kéo nổi thôi bởi đậu. Bả nói trời hổm rày nghe nói người ta đậu ra xuồng xong người ta nhát dữ lắm, ma quỷ nhát dữ lắm. Thôi đi ông kéo xuồng đi, tôi thôi có gì đâu. Để tôi ngủ, sáng cá kéo lên. Đó. Cái tôi mà ngủ. Tôi là nằm tôi ngủ, tôi cầm xuồng tôi ngủ. Ngủ một giấc khuya là cái sao ngủ dưới sông? Mình ngủ xuồng đó. Mình sao ngủ dưới xuồng không lên nhà ngủ? Ở nhà ngủ ăn trộm lấy xuồng sao? À. Đó. Cái tôi ngủ một giấc thẳng giấc rồi cái tôi cả 12 giờ rồi. À. Cái tôi nghe cái tiếng động ngoài sông á, cái re tôi mơ màng tôi nghe, tôi giật mình tôi mở mắt ra. Mở mắt ra tôi hé tôi dịch ra ngoài sông thì nói theo dĩ đang mê tín thì người ta không tin nhưng mà cái đó là sự thật. Thấy cái đầu ở cái nước nó lội vô nhô lên đó là đó là lội nó lên sụp xuống đó là sụp xuống lội vô quả quả nước nhuộm trắng lội vô kế bên bè xuồng tôi rồi. Cái tôi thức dậy tôi đâu có dám ngủ, tôi nằm im để coi sao cái đụng vô bè xuồng tôi cụp tôi nghe nghe tiếng cụp mà tôi để coi sao cái lội quằn ra xuồng cái lợi sao vô trong mé bờ đó, cái nhìn về phía bãi xuồng tôi, nhìn về xuồng tôi thò đầu, thò mà thấy đầu. Bóng luôn ha, thấy bóng rõ ràng, à. Mặt người con gái, mặt xương, tóc dài, thò đầu vô cái mặt tôi, cái tôi lấy tay tôi phát mạnh, tôi đánh qua một cái. Cảm. Lúc đó ông biết ha, biết tôi sao tỉnh, tôi tỉnh, còn tỉnh nhưng mà biết đó là ma không, hồn ma ha, biết, tỉnh đánh một cái sầm vô cái xuồng nghiêng qua nước ướt nhiều nửa xuồng. Tôi tát xong cái tôi chiếu rửa hết trời cái tôi không có ngủ được cái tôi ngồi đó cái thời cái gia trấu ngoài đâu chạy lại nó hỏi ra tôi ngoài đó tôi có cấm xây đó để đậu xe xuống cái đậu nhờ nó cho đậu nhờ không hay ơi là gia trấu đậu nhờ gia trấu lớn không trấu cũng chở chừng 20-30 tấn à dạ. Cái mới đậu ngủ chút ngoài ghe xôn xao dãy trơn rồi cái nó cái thằng này nó kia mẹ chỗ này chỗ phe thấy tàu chìm không mày cái nó kêu hỏi tôi ông hai phải chỗ này chỗ tàu chìm không hai tôi nói chỗ này tàu chìm tôi đi mẹ ơi ông bị nhát quá chịu không nổi mà xung quanh đó là nó nhát lắm cái thời gian sau cái người ta mới biết mấy ông thầy chùa đó lên mới xuống lại tụng kinh siêu độ rồi cầu siêu thời gian rồi sau từ đó hết không nhát thằng em luôn tới giờ. Rồi mấy người khác bị nhát sao? Mấy người khác là bị nhát. Là ở trên nhà đó, thằng Nam Điệp, Nam Điệp dưới đó là ở nhà nó thấy 7-8 người, một gái, đàn ông rồi lên, được cho ngủ nhờ. Cái anh ơi, mẹ bay bà ma quỷ không, sao bay lên đây mày ngủ nhờ, tao không cho đâu. Nó không cho cũng vô nữa. Nó nhờ mở cửa nó vô, cái thằng Điệp nó dưới nó giác cái dao nó rượt nó chém, nhảy xuống sông, bùng bùng bùng, nó giật mình tất nhiên.
đó là nằm trên bao ha. Trên bao chứ đâu có thấy mơ thấy chứ đâu phải thấy thực sự. Nói chung thì không thấy thực sự chứ tính chính tôi thì thấy thực sự có lần đó đó. Dạ. Là đó thấy đó. Còn mà cỡ bằng đêm cỡ đó là bằng đêm là cỡ trời mưa là cái đèn đỏ đỏ nó nổi như nước nó nổi lên trôi lên tôi xuống trôi đó. Trôi lên xuống 7-8 cái, mười mấy cái trôi lên. Cái đèn tự dưới nước có sẵn. Trôi đờ trên mặt nước vậy. Dạ. Cái hãy có xuồng ghe chạy tới là tắt đâu mất. Ổn hết. Nó nhát thời gian đi cũng dữ lắm. Từ sau nhờ mấy ông trước thầy xa qua rừng tụng kinh siêu độ mấy ngày rồi. Tới mấy ngày hả? Hai ba đêm cái hết luôn. Thấy thì cái hoàn cảnh thấy cũng quá khổ, thấy tội nghiệp. Đồ đạc nó trôi, nó vừa chuối trôi cùng hết trơn. Mỗi lần hồi chưa có bè thủy lục ở dưới sông mình đó là ở sông cái nó lửa nó phực lên có không hay? Có chứ. Mấy năm 18 tháng 5 là cỡ nước đổ nó bè thủy lục đó. Ở dưới tỉnh lên là lấy phum kéo bè thủy lục rồi cái nổ pháo nổ đó là ở sông mà ba cái người ta nói là bên Nam đó là nó xẹt lửa lên đỏ trơn dòm như pháo bông. Dưới nước xẹt lên ha. Dưới nước xẹt hãy nghe. Nhà pháo nổ thì mấy ông biểu diễn ở ngoài sông đó. Bè thủy lục kéo biểu diễn cái mấy ông bắn súng đó. Bắn súng rồi là lễ đó. Thổi kèn lên tràn ôi bên Nam nó ở dưới nước nó bắn lên đỏ trời đỏ đất đang sao ngộ hết viên nào như đấy bằng cùng tay nó bắn nó xẹt lên xẹt. Cao không nó xẹt cao lắm xẹt lên sáng lên ha sáng trưng hết trơn dưới sông dưới nước xẹt lên giống như những cái quan hồn mà nó chết dưới sông mà không người ta thì ta nói vậy mà cố quét sao nhưng thời bây giờ thì nó hết rồi bây giờ không thấy ha bây giờ thì không còn thấy nữa rồi rồi đang binh đi hiểu không đó là bên mà tôi kêu bên Nam. Bên Nam hả? Bên Nam mấy ông là những người tự sĩ thôi đó, mấy ông là những người chiến sĩ chết. Không biết là bên quốc gia bên Mỹ gì không biết hay bên cộng sản gì không biết hay chết rồi cái linh hồn ta đó nghe tiếng súng ta hăng lòng chiến sĩ đó, ta bắn lên, ta cũng xẹt lên chơi. Vậy ha. con thấy là ở ngoài đồng chứ chưa thấy sông bị nhà không ở gần sông không thấy. Ở ngoài đồng thì nghe tiếng súng nó cũng có xẹt lên nhưng nó ít. Cũng ít hơn chỗ ngoài sông thì mình thấy nó trống trải nó tỏ tường hơn nó xẹt tròn thôi kêu bằng như quán pháo vậy đó ủa bây giờ có mấy bộ phim mình quay lại ha đó quay coi là đẹp lắm ngộ ha ở dưới tỉnh đó là ông Tư Diệp đó là ông bằng đại kỷ lục đó, là năm nào cũng là lên cái đem hai chiếc khum lên chiếc khum nhà binh đó lên cái dòng đại kỷ lục cái rồi dòng đi đâu dòng lên đâu mà lễ trên bờ tháo hả lên tổ đình trên đó biểu diễn chơi đó thì giọng trển ra tràn ơi mấy ông nhạc tay mấy ông đánh thổi kèn ha rồi lớp thì xuống mấy ông bắn ra thế ôi là bên Nam thôi đỏ trời hết đang vui lắm mấy năm đó đẹp ngộ vui lắm nhưng mà bên Nam nó xẹt lên mình sợ không ông ai không sợ hả mình thấy cũng bình thường đâu có xâm hại gì tới mình đâu thấy cục lửa không cục lửa đỏ cục lửa đỏ bằng vùng tay xẹt lên bắn xa biệt ngàn sang giá rồi ngộ ha bây giờ đâu còn thấy nữa có người giải thích phốt pho gì nó bay lên đó mà đâu phải có không phải đâu phốt pho là người ta mình nói theo khoa học là cái mã người chết đó thời gian lâu thì nó có bốc chất phốt pho lên thì nó có cũng hồi đó là mã đất chứ bây giờ mới xi măng đâu xi măng đâu dễ gì có em kể mình thêm vụ này nữa các anh chị nghe xong mình cái chuyện này nó xưa rồi nhưng mà bây giờ mình nghe mình cũng từng nghe cái vụ này vụ mà phật lửa rồi ông hai đang ở trong đất vườn ruộng quê ông trước đây ở ngoài Chắc Đao đứng đây đi gần quá sợ quá ông hai ơi đứng đây đi sao ông hai chỗ này sao cục lửa sao chỗ cứ xây ra ông gặp sao thì ở dưới điện Phật cái màu xanh lên mấy ổng là phát kho ông thấy không lúc đó mấy giờ có là cỡ 8 giờ rồi 8 giờ tối ha cục lửa lớn không bằng trái dừa không bằng cái thúng mà cái thúng hả cái phần lên mình lên trên nó bằng cái trái dừa lên cái cột ha cột chạy vòng cái sáng trưng 2 lát thời gian thì có nửa tháng hà cái hết vậy đó ông ở đây gì sợ không mấy ông nói tôi ở đây sao không sợ có ông Năm ông có cho ông số gì không
rồi ta có dám lại coi không? Ta coi tôi đứng ngoài đường. Đứng ngoài đường hả? Ta có thấy lửa Phật không? Có hả? Thấy cái đạo này là ông đó là một con nào. Dạ. Yeah. Ông đó là con ông này. Cái vô nó, mấy bà cái đồ nó dốc. Cái cô Tư cô dẫn là cô chị. Cái cổ mới đứng vào lần. Ở dưới Phật là một đứa giả thú cô Tư. Bà té xuống đất bà bò bà sợ bà lết. Bà tái quần. Là cái vụ này lâu chưa không? Lâu rồi. Lâu hả? Mới mà mộ mới trong năm nay không? Mấy năm rồi. Mười mấy năm hả? Mà cục lửa hồi nào? Mười mấy năm nay. Cũng mười mấy năm nay hả? À, tưởng mới đi. Lúc mà nó lúc đó là đã có nhà mộ rồi. Có. Ngộ hả? Rồi ông ở đây ông sợ không? Không. Rồi có dám lại gần coi không? Có chứ. Lại hoài chứ. Lúc cục lửa kìa mình không lỡ mình đụng thử coi nó phỏng không không? Có hả? Ra biển nó chạy vòng. Chạy vòng cái nhà mồ đó. Cái mã này nhát nữa nè. Cái mã nào? Cái mã này là mới cho ông nè. Nhát mà nhát làm sao? Không có nhát nữa, mà nhát mới để tự tôi. Ừ hả? Đây nè. Mà chết ra hôm đó đem chôn. Chôn cái mới bữa trước nè. Cái bữa sau. Bữa sau cái ngủ một trại đó. Cái mấy đệ tử nhỏ nhỏ mấy cháu đó ngủ bụng á. Cái ngủ cái tối cái nằm bao thấy bà lợi bà dở bụng ngay thằng ơi cho bác Hà Tư ngủ với Tư lạnh quá cái nhìn bà cũng thấy ở ruộng đằng như hồi đó là mình đó cái cổ áo quần đằng đầu để đắp chỉ đắp ra thôi cái bà cái nó mới hạ họng cái bà nhào vô đẹp cứ ngắt luôn mình niệm Phật bây giờ lẹ cái nó quản hết hơi cái sức ra cái chạy xuống ngủ ngủ cái gì vậy cái làm tin nó không nói. Cái sáng nó học cùng cháu kia thằng chị kia nó bị gì đó chị nói, mày sợ để tao à. Tao tối tôi ngủ chưa cái tối ngủ là ngủ ở đâu ngủ trong à, trong nhà của bà, ông ha ừ. Cái lên chổng tôi ngủ trong nguồn đó dạ nguồn cái cỡ 12 giờ nó ra nó tiểu ngoài đó ra tiểu mới đứng tiểu nó dòm qua thấy bận nguyên người trắng đứng kế bên quảng hồn cũng chạy vô trong còn chạy cái ông lấy điện thoại ông hát dậy sốc hết trơn cái tôi đi ngủ tôi nghe ủa thằng này sao mà đến nay sao nó hát kỳ cục hết trơn à. Tôi lên đừng có gió tôi tắt cái điện thoại cái ngồi vậy nữa giật tay nó đừng nói gì vậy lắc đầu nó nói tới sáng cái này học gì kia nữa nè thôi tao bị gì đó cái nó cho mày là phách cái bữa sau cái vô mở cửa mã à. Cái tôi mới nói gia đình nó nói thầy tối ngày mày lại mở cửa má kêu má gì vậy? Yeah. Nghe để ở đây bao giờ người ta thì thường nói những cái cổ lệ thì nói người mở cửa má kêu gì nhà đó. Thì nó giái kêu gì nhà. Cái từ đó sao hết luôn. Thôi con cảm ơn nhiều ở đây gần đó mình nói chuyện ma cũng nghe ớn quá. Thôi vô chạy của ông hai đây đó anh chị. Thôi cảm ơn ông hai nhiều ông hai. Dạ, chúc ông hai khỏe. Con gì? Dạ. Chúc khỏe nha. Dạ. Thì có chuyện vui, những chuyện vui hết rồi. Rồi.